Xin chào anh chị, hôm nay bên em bán cho anh chị một chiếc xe tập lái với giá là 25 triệu đồng, Mazda 323 sản xuất 1994, máy ngon, lạnh sâu, đồng sân nội thất sạch sẽ, thích hợp cho anh chị luyện tay lái. Mời anh chị xem hết clip sau đây để biết thêm chi tiết. Anh chị nhấn chuông đăng ký kênh để cập nhật xe mới nhất theo ngày tháng nhé. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, chào mừng tất cả các anh chị đã quay trở lại với kênh của em trong buổi chiều ngày hôm nay. Hôm nay em sẽ bán cho anh chị một chiếc xe với giá thành là 25 triệu đồng. Trước khi em review chiếc xe với giá thành 25 triệu đồng này thì em cũng gửi một lời chào trân trọng và thân thương nhất gửi tất cả các cô chú anh chị đang theo dõi clip này. Chúc cho đại gia đình mình có một ngày thật là vui vẻ. Con xe này tên em nó là Mazda 323, sản xuất năm 1994, số sàn dung tích xi lanh là 1.5, thì độ tiêu hao nguyên liệu của em nó là 67 lít xăng trên 100 cây số. Đồng sơn xi nội thất con xe này thì không đẹp lồng lẫy, không đẹp len ken và cũng không đẹp len xà beng. Nói chung là với một số tiền 25 triệu thì một nước sơn và một nội thất như vậy là quá là ok rồi, nó sạch sẽ. Bản số đang đeo là bản số Hà Nội nha anh chị nha. Đó, xe này thì nước sơn thì nó không đẹp đâu anh chị, nói chung là chấp nhận được. Rồi, sạch sẽ nha anh chị. À, xe này thì được cái máy là em dám bảo kê cho anh chị ha, rất là ngon lành cành đào. Cái máy là bao anh chị chạy luôn khỏi suy nghĩ. Bốn cái vỏ em nói coi như là 80-90%, bốn cái rất là ngon lành cành đào anh chị ha. Nội thất của em ở đây tắp bi tắp lô thì theo năm tháng thì em nó cũng te tua tàn tạ theo sắc màu, nói chung là cũ một quách nát nhưng vẫn xài được. Anh chị lấy thì bên em vệ sinh cho, để bữa giờ trong cái góc đó, nó bụi với lại để móc luôn, cái chỗ này thì bị đất nè. Đấy, nhìn thấy không, nói chung là sạch sẽ. 25 triệu đồng thì bởi vì sao chiếc xe này em bán là 25 triệu đồng thì vì chiếc xe này là bỏ đăng kiểm hồi tháng 8 năm 2021, thì xe này là giấy tờ đang còn. Quý anh chị nào lấy thì em bán tại bãi là 25 triệu đồng. Anh chị nào có một cái bãi đất trống gần gần em ở vòng vòng á thì lấy về tập chạy tập lái ha, khỏi cần phải đăng kiểm ha. Xe này thì bây giờ đi đăng kiểm thì tầm khoảng có 4 triệu mấy, em cho nó là 5 triệu đi, cho nó là 5 triệu đi nó thoải mái. Còn anh chị nào muốn lăn bánh ra ngoài đường thì bỏ thêm 5 triệu nữa là thành 30 triệu, thì bên em sẽ hỗ trợ cho một kỳ đăng kiểm mới ha. Đăng kiểm thì giấy tờ đầy đủ mới đăng kiểm được nha cô chú và anh chị. Con xe này thì máy móc em bảo kê anh chị, anh chị cứ an tâm bao anh chị cái máy tắp bi tắp lô đây, nhìn thấy không, sạch sẽ. Nói xe cỏ vậy thôi, côn số nhẹ nhàng. Xe này đưa lên 4.0, vệ sinh lại cái nội thất nữa thôi là ok nha cô chú và anh chị. Máy lạnh bảo kê anh chị luôn, cực kỳ sâu, máy không ngon, lạnh không sâu, tặng luôn xe. Đó anh chị, trong quá trình tập chạy tập lái thì đi học bằng lái thì mướn một cái xe cũng 300-400 ngàn một tiếng rồi, mà phải giành giật tranh đua chờ đợi rất là mệt mỏi để mình chạy anh chị ha. Con xe này em bán có 25 triệu thôi, anh chị nào đi đăng kiểm nữa thì thêm 5 triệu thành 30 triệu là quá hợp lý rồi. Sạch sẽ, bốn cái vỏ nè hết 4 triệu rồi, lốc lạnh ngon, máy bao. Thì anh chị suy nghĩ gì nữa, thì bỏ vô một cái bãi đất trống luyện nó lái cứng đi. Rồi anh chị muốn trao đổi những dòng xe khác ở bên em thì cứ alo cho em, thì hiện có những dòng xe khác để bên em trao đổi ha. Rồi nếu mà chạy chán hay nữa thì cưng ve chai bán luôn còn kịp, chẳng có lỗ anh chị ạ. Có 25 triệu đồng thôi. Đây anh chị thấy không? Đấy. Máy của xe này máy cực kỳ êm. Máy rất là êm luôn chị. Đây. Nhìn thấy nào. Kính chỉnh điện nha anh chị nha. Xe này 4 kính chỉnh điện. Đấy, ok chưa? 4 kính chỉnh điện ha. Kính chỉnh điện ngon lành cành đào ha. Đấy anh chị ha. Ok chưa? Đèn coi xi nhan đầy đủ ha anh chị ha. Đấy. Số sàn 5 cấp. Máy lạnh cực kỳ sâu, xe có hỗ trợ một dàn nhạc, nghe nhạc. Gặt mưa gặt nắng rất là trơn tru. Anh chị ha. Rất là trơn tru. Bây giờ em sẽ mời anh chị cùng theo em kiểm tra về cái máy ha. Coi cái máy nó như thế nào ha. Hiện tại thì máy em nó đang nổ anh chị. Đây, chỗ này có một cái đèn nó bị bể tí xíu nha, nhưng vẫn xài được nha anh chị. Bộ đèn này tối rất là sáng, xài đèn LED. LED trắng nha anh chị. Đây máy đang nổ, con xe này nổ y chang như máy đời cao luôn. Đứng sát bên phải lắng tai mới nghe được tiếng máy nổ nha cô chú anh chị. Đây, anh chị nghe không? Máy nổ rất êm, không êm không lấy tiền. Máy này em bảo kê anh chị luôn. Đây. Khô ráo và sạch sẽ. Không có nhớt nhau gì hết á ha. Vậy sao? Đó có 25 triệu thôi.
Thì anh chị suy nghĩ gì về chiếc xe này nữa? Công nhận cái máy này nó cực kỳ em anh chị. Đấy, anh chị nghe tiếng máy không? Máy rất khô ráo và sạch sẽ. À, xe này thì máy là em bảo kê cho anh chị nha. Anh chị nên anh chị cứ an tâm. Bây giờ mời anh chị theo em kiểm tra chút xíu về dàn gầm của em nó ha. À, gầm bề con xe này thì nói chung là nó không được đẹp lộng lẫy, không được đẹp kem kem. Nói chung là vẫn còn xài được, chấp nhận được anh chị ha. Đây, gầm bề anh chị thấy nè. Đây sắc xì của em ở đây. Tôn tiết rồi nó vẫn còn ok ha. Đấy, sắc xì nè, chị thấy không? Đó. Đó, thì thường thường đi đăng kiểm vẫn còn ok, là vẫn còn hoạt động được. Còn xe mà nó nát quá, nó ấy quá thì mang về thì bên trung tâm đăng kiểm họ không cho mình đăng kiểm đâu nha cô chú và anh chị. Đó, với một số tiền là 25 triệu đồng thôi thì quý anh chị sở hữu em một chiếc xe Mazda 323 sản xuất năm 1994. Đăng ký 5 chỗ ngồi số sàn và không hết niên hạn, cứ 6 tháng đi đăng kiểm một lần. Anh chị nào lấy thì muốn lấy bỏ bãi đất trống chạy ha thì chạy ha, còn không thì hỗ trợ cho em thêm 4-5 triệu nữa em đi đăng kiểm cho. Chạy vòng vòng tập chạy tập lái. Tổng cộng nếu mà đăng kiểm xong muốn lăn bánh ra ngoài đường thì chỉ có 30 triệu thôi. Xe thì máy lạnh ok. Dán phim cách nhiệt rồi. Đó, với số tiền chỉ có 25 triệu đồng, 4 cái vỏ rất là ok. Xe này em bữa em bỏ trong góc á mà hôm nay em lôi ra. Em mới vừa rửa nước lạnh lại và vệ sinh lại sơ thôi thì em nó đã được như vậy. Còn những con xe này thì cũng khuyên anh chị là lấy và tập chạy tập lái thôi, cũng không có nên dọn làm cái gì cả. Dọn lên thì nó rất là tốn rất là nhiều tiền, chạy một thời gian đi cho nó cứng tay lái đi rồi mình sẽ nâng cấp một chiếc xe khác. Thì giống như anh chị chạy thời gian đi, anh chị bán dây chai anh chị cũng chẳng lỗ. Giống như là mình bỏ tiền mình mướn xe đi, nhưng xe của mình mà mình tự mình chạy thì nó thoải mái hơn, mình không có gì suy nghĩ, kệ nó ai cười cười ai chê chê. Mình có cái mình luyện tay lái, mua về để tập lái chứ không phải mua về để đi chảnh hay là đi tán gái vậy ha. Xe này là yêu cầu bán cho mấy anh em tập lái chạy vòng vòng ha, luyện cứng tay lái rồi đổi xe khác ha. Và đây lần đầu tiên cô chú anh chị đến với kênh của em thì cô chú anh chị xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và bấm chuông sát góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em. Cô chú anh chị nào đã đăng ký kênh rồi hãy khích lệ tinh thần cho em một like trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị một video sau ha. Chúc cho lại gia đình mình luôn luôn vui vẻ. Công ty ô tô Duy Anh xin kính chào quý khách, tự hào là đơn vị uy tín trải rộng trên các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, mua bán, trao đổi, ký gửi ô tô, nhà đất, dịch vụ chăm sóc kênh YouTube, tăng subscribe, view 4.000 giờ, nhận rút nhập giấy tờ xe, nhà đất, đăng kiểm xe ô tô. Với phương châm bán sự yên tâm, mua sự hài lòng, chúng tôi cam kết tư vấn trung thực, chế độ bảo hành tốt, giấy tờ pháp lý rõ ràng, đảm bảo đem đến cho quý khách sự hài lòng tuyệt đối. Hotline 07968 22220, ô tô Duy Anh, dịch vụ tận tâm, nâng tầm thương hiệu.